sở hữu một chiếc iPhone chính hãng là điều nhiều người mong ước. Thế nhưng giá của nó những 14 đến 16 triệu đồng thì không bình dân chút nào. Đánh trúng tâm lý đó nên thời gian qua đã có một số kẻ gian lừa đảo bán iPhone giá rẻ khiến nhiều người mất tiền một cách chua chát. Hành vi của bọn chúng chủ yếu là giả danh bán hàng dạo, nhặt được chiếc iPhone không biết tắt nguồn, không biết dùng và muốn bán lại cho người mua. Nhìn bên ngoài, những chiếc iPhone nhái có hình dáng giống y như phiên bản thật. Trong khi đó, một chiếc iPhone nhái giá tìm được trên mạng là 400.000 đồng. Hôm nay, chương trình Camera Giấu Kín sẽ tái hiện lại tình huống lừa bán iPhone dởm tại thị trấn Đông Anh, ngoại thành Hà Nội để xem mức độ cảnh giác của người dân nơi đây như thế nào. Trong vai bán hàng dạo, Phương Thanh sẽ tiếp cận với nhân vật nhờ họ tắt nguồn hoặc nghe hộ điện thoại, sau đó lừa bán với giá 2 hoặc 3 triệu đồng. Người anh tắt hộ cho em, anh tìm cho em cái nút tắt nguồn của cái điện thoại này ở chỗ nào, cái anh chỉ cho em cái ạ. Em vừa nhặt được ngã tư, vừa xong em đi bán hàng qua đấy, xong có một ông đi lên ô tô cũng nằm rơi cái điện thoại này mà em không biết nút tắt nguồn ở đâu cả. Liệu có ai mua phải chiếc điện thoại dởm này không? Tình huống đầu tiên chúng tôi thực hiện tại một cửa hàng trà đá ven đường. Anh ơi, anh mua cho em bao diêm. Anh mua mở hàng cho em bao diêm. Anh mua mở hàng cho em nhá. Có 5.000 thanh mà anh. Anh ơi, anh xem cho em cái này cái. Vừa xong em nhặt được ở bên tổ 5 ấy. Mày, em mở ra em chả biết thế nào cả. Đây. Điện thoại reo. Cô ngay lập tức nhờ người đối diện xem hộ. Em vừa nhặt ở bên tổ 5 anh ạ. Cái này còn chạm được vào cả màn hình cơ ạ. Vẻ điện thoại xịn anh nhỉ. Cháu có biết dùng cái điện thoại ấy đâu. Đây cháu chỉ có toàn dùng cái điện thoại ấy thôi. Sợ dùng cái này chắc là đắt tiền. Đây là điện thoại gì thế hả anh? Cái iPhone người ta hay quảng cáo trên TV ạ. Diễn viên tỏ ra không hiểu biết về điện thoại. Liệu anh ấy có sập bẫy của cô này hay không? Đây anh xem được khoảng bao nhiêu? Anh xem được bao nhiêu? Vẻ xịn. Vừa nhặt xong chú xem bao nhiêu cháu để cho không? Cháu có biết dùng đâu. Tiền ít. Có được 400-500 nghìn ạ. Ý thế thôi ạ. Thì anh chú phong độ thế này, xem điện thoại xong mua cho em thành ra. Anh ra ngoài tiệm. Anh biết là chặt chém em thế này, nhà quê thế này kiểu gì ra chẳng bị chặt chém. Anh với chú phong độ nhìn sang trọng thế này xem cho em được. Bán 500 nghìn không? 500 nghìn ạ? 500 nghìn. Anh ấy đã đồng ý mua rồi kìa. Anh này anh xem anh bảo hàng đẹp. Đẹp 500. 500 đây trả tiền luôn. 500 trả tiền luôn ạ. Thật là nhẹ dạ. Hàng không rõ xuất xứ bán ngoài đường mà anh ấy cũng mua. Nhỡ đâu mang về không dùng được thì sao? Mười mấy triệu hay mấy triệu cơ mà. Thì mười mấy triệu cái này không được như thế. Thôi rồi. Ở này em trả bán luôn nhá. Thế thôi em xin phép đi bán hàng thôi. Rồi em chào anh nhá. iPhone này giờ hiện tại thị trường là bao tiền rồi? Hơn chục triệu, 20 triệu em ấy. Nhưng mà nó làm giống như trang đấy giờ là mẫu mã đẹp. Người dân bình thường nhập vấn 1 triệu, 2 triệu là người ta mua ngay. Những người dân mà bị lừa là bị mà không biết về điện thoại là như thế này. Vẫn muốn đòi giá cao hơn nên cô ấy quyết định tiếp cận các khách hàng khác. Đây phải iPhone không anh? Nhân vật tiếp theo là chủ cửa hàng một quán cà phê trong thị trấn. Em vừa xong. Em sợ gọi mà bây giờ không biết nghe thế nào để xem họ có muốn chuộc không hay là không, em bán thẳng luôn đi. Cái iPhone ở trên TV bảo mười mấy triệu. Đấy iPhone 5G. Bây giờ cái điện thoại của em thôi em bán cho anh 4 triệu. Ui. 4 triệu. Đây đang mua có 3 triệu rưỡi.
1 triệu à? Mức giá chị ấy đưa ra khá cao, 1 triệu cơ đấy. Cuộc ngã giá vẫn được tiếp tục. 1 triệu em không để đâu. Mua hàng uy tín rồi. Mà hàng này đây là về chưa biết có được không? Ít thì chị phải trả em 2 triệu. Anh mua 3 triệu rưỡi mà. Rồi của em có cả phiếu bảo hành cái thứ hỏng hóc cái gì em ra em còn sửa được sửa miễn phí giờ cái này mua làm gì có bảo hành nữa. Rồi. Thêm trong 1 triệu 2 triệu 3 thôi. 1 triệu rưỡi em để lại cho này. Không có gì để sáng mai chụp quanh về đây. Và mức giá là 1.500.000 đồng. So sánh với giá giao trên mạng là 400.000 đồng thì anh chàng này đã bị móc túi 1.100.000 đồng trong vòng 5 phút. Thật là đáng tiếc. Em có biết rằng thực ra đó chỉ là một cái điện thoại iPhone nhưng mà là nó là hàng nhái không? Không, em chưa biết nên em mới phải xem kỹ lại. Với hai anh này thì sao? Anh ơi, anh mua cho em không? Cảm ơn. Không, mua đâu, mà bất công. Ôi, anh ơi, anh nghe anh xem anh tắt cho em cái này cả. Em vừa nhặt được ở ngoài kia, anh xem anh thắt từ chỗ này cho em thì em vừa nhặt ở ngoài kia. Nha, đi, nếu mà em rồi, nhưng mà em không biết hai anh biết thế nào giải thích cho em cái điện thoại này xem thế nào vậy? Bây giờ mua. Anh ấy đã biết tới hình thức lừa đảo này rồi. Đưa đi vô thằng bạn công an gọi điện vào trả lại tiền lại người trả lại nhá. Em đây là gì? Chứng minh thư đâu anh chị? Em lại không mang ở đây rồi. Bây giờ thì sao được? Gọi chủ quán can thiệp. Cách xử lý của anh thật là hợp lý. Nó khiến cho kẻ gian không có cơ hội để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Anh ơi, anh tắt hộ cho em, anh tìm cho em cái nút tắt nguồn của cái điện thoại này ở chỗ nào cái anh chỉ cho em cái ạ. Anh chỉ cho em cái nút tắt nguồn của điện thoại này cho em với ạ. Sao này thế? Em vừa nhặt được ngã tư vừa xong em đi bán hàng qua đấy xong có một ông đi lên ô tô nằm rơi cái điện thoại này mà em không biết nút tắt nguồn ở đâu cả. Em không có điện thoại không biết dùng. Bây giờ em nhặt được ngã tư bây giờ làm sao được hả anh? Em mang đến công an trình báo. Anh có mua lại không em để lại cho anh? Anh xem em để lại cho. Thôi em đi ra chỗ khác. Em để lại cho anh. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Chiếc bài này cũng không làm gì được anh ấy. Không. Mua điện thoại của em để rẻ lại cho. Không, cứ cùng mua cái đồ này, tiêu gì điện thoại, mua đồ này gì. Em để rẻ lại cho. Đi. Không, nếu mà không cho người ta xin thì đi đâu khác. Bởi khi người ta cần đấy thì cho người ta xin. Không, anh thích thì em cứ để lại cho anh, để rẻ lại cho anh thôi. Thật ra là nhặt được nên là lấy của người ta. Nhật không, được. Em nhặt được mà. Tôi không mua mà này, không mua mà cũng không ai đi ra chỗ khác đi. Thái độ của anh rất cương quyết. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Em để lại rẻ cho anh nhá. 1.000 rồi cũng mua thế nó nhanh, cho tôi rồi không lấy. Chị ấy cũng vậy, một cách ứng xử rất đáng để chúng ta học theo. Anh ơi, cái điện thoại này có giống điện thoại của anh không ạ? Anh tìm cho em, anh chỉ cho em cái nút tắt nguồn của cái điện thoại này. Không giống gì hết, đây đang mệt lắm. Anh chỉ cho em mỗi cái nút tắt nguồn thôi mà. Đây không biết tắt nguồn thế nào. Tắt đi ra đi, không nhầm anh. Mấy cái trò đấy, thừa biết rồi, không nói không biết đâu. Giống điện thoại của anh mà anh có mua em để lại cho. Cho ta không thèm đi ra chứ. Cái đầu. Ai cũng hiểu biết về chiêu thức lừa đảo này như anh ấy thì những kẻ lừa đảo sẽ không còn có cơ hội để thực hiện hành vi lừa bịp của mình. Cái này.
chúng tôi hạ màn là lúc các nhân vật đều rất bất ngờ với tình huống của chương trình. Họ là những người vô cùng tỉnh táo, có tinh thần cảnh giác cao độ trước các hành vi lừa đảo, sẵn sàng nói không với hình thức buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hy vọng khán giả của Camera Giấu Kín cũng sẽ học được phần nào qua cách xử lý tình huống của họ ngày hôm nay. Dân trí thấp không tiếp xúc được công nghệ cao, không có điều kiện, một khi ham rẻ. Tôi nghĩ là do con lòng tham của con người ta nổi lên thì người ta đánh mất cái ý chí của mình đi, thế là người ta dễ bị lừa với tình huống như vậy. Ra thì mình cũng nghĩ đó là cái iPhone 4, thế nhưng mà mình không biết nó là điện thoại thật hay giả. Cái tâm của mình thì lúc nào mình cũng khi mà mình nhặt được thì mình nên cho người ta xin thì nó sẽ hay hơn. Thực ra thì mình cũng muốn là mọi người trước khi mua đồ ấy thì mình lên tìm hiểu và mình phải đến những cái trung tâm điện thoại thì mua cho nó bảo đảm, ít nhất là người ta cũng có bảo hành bảo đảm cho mình. Thì mình không lên tin những cái người đi bán rong ngoài đường về tất cả mọi thứ chứ không riêng gì về điện thoại. Bây giờ điện thoại mà hàng nhái so với cả điện thoại thời thượng iPhone đấy thì là sẽ rất nhiều. Đấy nên là thường là người ta sẽ tâm lý là điện thoại là mình đã thích rồi. Sau đó rồi là hàng đã bán rẻ như thế so với cả cái giá thị trường, nên là ham rẻ, hoặc là một là yêu thích công nghệ, yêu thích cái điện thoại thời thượng, hai là ham rẻ người ta mới mua. Thứ nhất là mình hãy bảo vệ chính bản thân mình, tức là không tiếp tay, tức là không mua những sản phẩm đó hoặc là không tiêu dùng những sản phẩm đó. Vấn đề thứ hai thì nên báo cho công an ấy, hoặc những người có trách nhiệm để xử lý những vấn đề đó. Ôi chị tắt hộ cho em cái điện thoại này cái ạ. Tình huống được tiếp tục tại một góc phố tại tổ 3 thị trấn Đông Anh. Không phải của em vừa nhặt được ngoài chợ, có một ông đi ô tô đẹp lắm, xong để ông bước lên tô mình rơi. Diễn viên Phương Thanh tiếp cận hai chị đi xe máy để nhờ tắt hộ điện thoại. Tắt ở đâu ấy? Bây giờ xem có mũ nào để gọi cho người ta xin. Ngay lập tức anh ấy đã lên tiếng cảnh báo hành động này. Cho người ta xin. Cho người ta xin. Đúng rồi, đây xe bảo vệ, em không biết dùng, mà. Chưa công không. Không, em có bám gì đâu, bây giờ người ta gọi em có biết gì đâu. Đấy có số nào gọi đến đây này thì gọi lại xem ông ấy là ai, xong cho ông ấy xin. Chú trả điện thoại cho cháu đi. Anh cho em xin lại đi. Anh ấy gọi điện cho công an tới can thiệp. Anh buồn cười nhỉ, của em điện thoại em nhận được bây giờ. Em đợi một tí. Anh trả điện thoại cho em đi. Đứng im đợi đây. Thái độ của anh rất kiên quyết. Anh nhất định không trả điện thoại cho người bán hàng. Đứng im. Đứng im, đây là điện thoại của em nhận được chứ không. Đúng rồi, em nhận được đấy. Anh lại cứ bảo em đem đi lừa đảo là sao? Anh trả điện thoại cho em đi, anh trả điện thoại đấy, có người gọi anh trả điện thoại cho em đi. Anh bảo nhanh không, nó ấy là bọn nó đang đây, ra cho anh xem. Sau 10 phút, một đồng chí mặc thường phục trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm thị trấn Đông Anh có mặt và can thiệp ngay. Thế sao bây giờ là bán điện thoại rồi? Thế chương trình xin được biểu dương tinh thần trách nhiệm của các anh trong việc nhanh chóng có mặt can thiệp các vụ việc lừa đảo khi được nhân dân thông báo. Bây giờ anh nói luôn này nha. Vâng. Là anh ở trong câu lạc bộ trong đội phòng chống tội phạm. Nha. Dạ vâng. Bây giờ là có dân người ta báo. Nha. Vâng. Có dân người ta báo thì bây giờ là anh yêu cầu anh muốn để làm rõ cái việc sự việc này. Nha. Thứ nhất là nếu như mà là em nhặt được thì anh sẽ có cái biện pháp là anh để trả cho người bị đánh rơi, đúng không? Chơi điện thoại này là hiện tại là không phải là của em, đúng không? Là em nhặt được ạ. Em nhặt được ở đâu? Em nhặt được ở chợ ạ. Chợ nào? Chợ ở xóm 4, phó xóm 6, ngay tổ 6 gì đấy. Vâng. Để không trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo này, người dân nên cảnh giác khi mua bán ngoài đường, nơi công cộng, nhất là đừng ham cái bẫy giá rẻ mà bọn lừa đảo giăng ra. Công thứ nhất là có khả năng là cũng một số là rất là trong là nhẹ dạ thì tin thấy mua một cái điện thoại nó rẻ thì thực sự ra là nó là một cái việc rất chi là hám lợi. Đấy. Thế nhưng mà tôi vẫn trong bài tuyên truyền của tôi thường xuyên tôi vẫn gửi cho nhân dân là nâng cao cảnh giác và cái ý thức cảnh giác của mình mới là cái quan trọng. Trước ở đây cũng đã xảy ra một cái hiện tượng như này rồi, cho nên là anh em cũng đã bắt một vụ rồi nên là
bắt đây thì mình cũng thấy thế là mình cũng báo luôn đấy trên cho công an mà.